liên quan tới vụ việc một nữ nhân viên chuyển phát nhanh bị sát hại dã man trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Sáng ngày 24 tháng 7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa điều tra bắt giữ thành công một đối tượng được cho là nghi phạm đã gây ra vụ án thương tâm sau 5 giờ gây án. Trước đó vào trưa ngày 23 tháng 7, người dân phát hiện một thi thể nữ giới ở cánh đồng cầu thuộc khu dân cư Phượng Hoàng Hạ, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện. Nạn nhân là chị BTTH, sinh năm 1994, trú tại thôn Gió Nghĩa, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang. Nguyên nhân tử vong được xác định là do đa chấn thương, mất máu cấp. Ngay sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Thanh Miện đã tiến hành xác minh, điều tra, bắt giữ hung thủ gây án là Trần Văn Đức, sinh năm 1998, trú tại khu Phủ Nội, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện. Theo kết quả điều tra ban đầu, Đức và chị Hát làm cùng công ty. Đức làm nhân viên giao hàng, do còn nợ tiền hàng phải nộp về công ty. Sáng ngày 23 tháng 7, Đức tạo nhiều lý do khác nhau để điều chị Hát ra khu vực cánh đồng thuộc khu Phượng Hoàng Hạ, thị trấn Thanh Miện với mục đích chiếm đoạt tài sản. Tại đây, đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng đầu, ngực trái và tay, khiến cho chị Hát tử vong, đồng thời lấy đi một số tài sản của nạn nhân rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh điều tra làm rõ.